Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món mứt củ cải trắng sốt chanh dây. Nguyên liệu thì mình gồm có củ cải như củ cải trắng như này là 250 g, mình chuẩn bị một củ và hai trái chanh dây. Là mình lấy nước ra mình làm 100 g đường và một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình đã gọt vỏ ra như thế này, bây giờ mình sẽ bào ra sợi cho mấy bạn xem. Ta chuẩn bị cái một cái đồ bào như thế này và mình sẽ bào sợi cái củ cải trắng ra. Mình bào nó ra sợi như thế này. Củ cải trắng của mình đã bào sợi ra như thế này nha. Giờ xong rồi chút xíu mình sẽ đi luộc sơ qua cái nước lên nước nóng á. Rồi mình sẽ bắt đầu mình ướp đường vào. Bây giờ mình sẽ để một bên muối này, chút xíu mình sẽ luộc chung. Bây giờ chanh dây á thì mình sẽ cắt ra, mình lấy nước là mình ướp vào cái củ cải trắng của mình á. Bây giờ mình sẽ bổ đôi ra, mình sẽ lấy nước. Các bạn cắt như thế này và mình lấy trong trong ruột nó ra như thế cho nó sạch. Các bạn lấy cái ruột ở trong nó có mấy cái hộp của chanh dây như thế này là mấy bạn khử ra hết. Chanh dây mình đã lấy ra rồi, như thế này mình quậy ra rồi mình cho một chút xíu nước vào đây, đặng mình lấy cái nước chanh dây cho nó nhiều. Mấy bạn chế khoảng 2 muỗng nước, 2 muỗng canh nước vô như thế này và mình quậy quậy cho chanh dây nó ra nước á. Chanh dây mình quậy chút xíu nó đã ra nước rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái đồ lược á, mình lược là mình lấy cái nước chanh dây đặng chút xíu rồi mình làm á mấy bạn. Mình lược như thế này. Mình chà cho nó ra nước chanh dây. Xong rồi mình được một cái màu rất là đẹp, màu chanh dây rất là thơm. Bây giờ mình sẽ đi luộc cái củ cải trắng nha. Bây giờ mình có một nồi nước nóng như thế này và mình cho một muỗng cà phê muối vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ chần sơ cái củ cải trắng của mình qua đây khoảng 2 phút rồi. Rồi mình vớt ra mình cho vào một cái thau nước đá tạo cái độ dừa, cái độ dẻo dai khi mà mình làm mứt xong á. Và bỏ miếng muối vô á, làm cho nó giảm cái độ hăng của cái củ cải trắng á, nó giảm cái mùi lại khi mà mình luộc sơ như thế này. Và mình chuẩn bị một cái thau nước đá như thế này và bắt đầu mình 2 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt nó ra ngoài, mình để vào thau nước đá lại để rửa và mình sẽ vớt nó ra. Mình ngâm ở trong nước đá như vậy tạo cho cái độ giòn và dẻo khi mình làm cái mứt vị chanh dây này nó sẽ được ngon thêm. Đó, mình ngâm trong nước đá chút xíu và mình sẽ cho nó ráo nước rồi mình sẽ đi ướp đường vào và chanh dây vào. Củ cải trắng của mình sau khi ngâm nước đá rồi, giờ nó mình để cho nó khéo ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho 100 g đường vào đây mình ướp.
Và nước chanh dây hồi nãy mình đã lấy nước cốt như thế này rồi, bây giờ mình không để vào, mình ướp chung luôn. Đây là cái hộp của chanh dây. Các bạn ướp ướp như thế này trong vòng 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ làm, mình trộn đều như thế này và mình để trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đó, củ cải trắng của mình ướp 10 vị chanh dây như thế này, mình để 1 tiếng đồng hồ cho nó thấm. Bây giờ mình sẽ đi yên như thế này. Cái củ cải trắng ướp vị chanh dây của mình á, mình đã ướp được 3 tiếng như thế này, nó đã thấm đường, đường nước bắt đầu nó đã ra trong với nước chanh dây như thế này. Bắt đầu mình sẽ để lên bếp và mình sẽ sơn, mình sẽ làm củ cải trắng vị sốt chanh dây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đổ vô cái chảo mình làm. Bắt lên cái chảo và mình sẽ cho vào. Các bạn dặn mình dặn lửa riu riu á cho nó thấm cái đường và chanh dây vào đây. Từ từ mình sẽ làm mứt. Đây là mứt của mình, chút xíu nó đã chia sẻ, nó đã cô đặc rồi như thế này, bắt đầu nó đang sợi sợi rồi. Mấy bạn nhìn thấy củ cải trắng mình vào sợi giống như mấy cọng rau câu á, trong rất là giờ mùi thơm của mùi chanh dây nó bốc lên. Cái mứt này nó vừa lạ tết, mình ăn cho nó là lạ một chút. Các bạn thấy không, nó như cọng rau câu của mình. Bây giờ cái màu vàng của màu chanh dây rất là đẹp luôn á, nó rất là thơm đó. Mình bắt lửa riu riu và mình đảo đều như thế này cho nó đừng cho nó khô lại. Củ cải trắng sốt chanh dây dẻo. Đây là mứt của mình xong bây giờ, bắt đầu nó đã keo lại tất cả hết rồi như thế này. Bây giờ mình sẽ để cho nó khô lại và nguội lại. Mình sẽ cho ra dĩa và mình dùng. Đây là mứt củ cải trắng dẻo hơi sốt vị chanh dây. Món này nghe ra cũng rất là lạ nha mấy bạn. Bây giờ nó đã khô rồi. Như thế này nó đã khô. Mình đợi cho nó nguội lại thì mình cho ra dĩa. Đây là mứt củ cải trắng sốt vị chanh dây của mình. Sau khi đã làm hành xong rồi mình đã cho ra dĩa. Các bạn thấy củ cà rốt của mình á, củ cải trắng á, xin lỗi, củ cải trắng của mình á, sau khi làm xong nó rất là trong và dẻo, ăn thơm thơm của mùi vị chanh dây rất là ngon luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy làm xong nó màu sắc rất là đẹp. Bây giờ mình chỉ cần thưởng thức thôi, mình lấy một cái nĩa mình múc ăn và uống một miếng trà vô rất là ngon luôn. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn lại các bạn video sau nhé. Thân ái chào các bạn.